Hello anh em. Thì Tuấn vừa dạy online xong. Online xong thì mình chia sẻ cho anh em một cái này ngắn gọn luôn. Chúng ta chia sẻ 50 người chơi ạ. Bởi vì hôm nay vui quá, dạy là lỡ giờ mất. Bây giờ cũng là gần 22 giờ rồi. Rồi, và thời tiết cực kỳ là nóng. Và đằng sau mình đang mở cái quạt. Và tất cả hy vọng rằng anh em chia sẻ cái clip này để bịt view cho quý vị trong vòng một đoạn. Rồi. Đấy, tất cả là máy móc và đồng thời sẽ demo cho anh em con lead ở đêm nay. Và đã thành công và tốt đẹp. Thì hôm nay mình fill cho mọi người thêm một khúc, điểm khúc cuối cùng. Thì các bạn và anh em ơi, là gì đâu à. Rồi, chia sẻ quý vị. Cảm ơn tất cả tấm lòng của quý vị và anh em đồng hành luôn theo dõi Đình Tuấn. Cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẻ chia. Đấy. Chúng ta yêu mến cái nhóm nào thì chúng ta chỉ cần nhấn khoảng vài cái vào trong đó là xong. Dù người ta có cho vào trong nhóm hay là không còn tùy thuộc vào vấn đề của người ta. Cảm ơn anh em. Rồi, anh Lê Ngọc Sơn, anh Hữu Hòa, đúng rồi, thợ sửa xe máy bây giờ thì có 50% ngủ sớm và 50% còn lại sẽ ôm chị nhà cực sớm và để đẻ. Mục tiêu vấn đề này là đẻ nhiều là tốt. Có nhiều anh em cứ quan tâm là phải đẻ nhiều, sau này có người nối dõi. Nối dõi là họ nhà tông đường nhà chúng ta đấy ạ. Nối dõi vấn đề là ở đây dù gái hay trai, đó là con của mình. Quan trọng là chúng nó sống tốt, chúng nó có cái tâm. Thì con gái cũng thờ được mà, con trai cũng thờ được. Nên quý vị không cần phải nắn nót để cố gắng đẻ được thằng cu. Đẻ được dù gái hay trai, đó cũng là cái lộc. Ông bà, tổ tiên trời, đó là cái đít mặn, một cái duyên của con người. Nhiều lúc ước cũng không được, ước nhiều tiền thì được thôi. Ước để đẻ được con trai đôi khi rất khó. Với có rất nhiều người có rất nhiều tiền, rất nhiều tiền, với người ta không quan trọng về tiền. Đấy. Và người ta kiếm con trai chỉ để vì kiếm con trai. Nên có thể làm vợ người ta đẻ mổ tới 3 lần, mạo hiểm tới cực kỳ bởi vì bác sĩ chỉ cho mổ tới lần thứ 2. Nhưng nhiều gia đình anh chị vẫn cố gắng đẻ thêm một lần nữa ở trạng thái giặt mổ là mổ đẻ. Đấy. Không phải là đẻ thường. Mổ, đẻ mổ. Thì lúc này nó rất nguy cơ cho chị nhà. Nên hy vọng rằng cuộc sống này ấm no hạnh phúc là được rồi. Dù gái hay trai, đó là con của chúng ta. Đứa có tâm thì con gái chết rồi nó cũng cúng. Đứa không có tâm thì con trai chết rồi thì nó cũng mặc đấy, bàn thờ bụi. Chết là hết mà. Quan trọng là cái tâm. Đúng không quý vị? Đẻ nhiều không nuôi được đâu. Vỡ kế hoạch. Bởi vì cuộc sống bây giờ khác với anh em mình ngày xưa, cách đây khoảng 30 mấy năm về trước, 40 năm về trước. Bởi vì ăn gì cũng xấu. Thứ nhất, ngày xưa không bị ô nhiễm. Đất nhiều, cây cối thoáng mát. Đúng không ạ? Và đồ ăn, đồ uống chúng ta tất cả là đều sạch. Còn bây giờ anh em đừng có đẻ nhiều. Đẻ nhiều nuôi dạy phê lắm. Nhiều anh em cứ cố tình để đẻ, tối cứ chọt cái lại đẻ, xong vỡ kế hoạch. Vài ngày sau vợ không biết, que thử thai thì cũng không thử, ói mửa thì lúc đấy mới mang bầu 4 tháng. Thì lúc ấy chúng ta đi phá thì không được rồi. Đi nạo thai thì không được rồi. Thì cố gắng cắn răng chịu đựng để đẻ. Đấy, nên chúng ta phải luyện FI, đẻ ít lại. Cứ tối cứ 9 giờ lại ôm nhau lại đẻ. Ok. 50 người chơi, cảm ơn quý vị. Đấy. Hôm nay tôi rất mệt, dạo này thời tiết nóng và đồng thời tôi nói rất nhiều. Tôi mới dạy online xong gần 2 giờ đồng hồ. Và cái nghề làm FI này em nói thật cho mọi người rất dễ nhưng cực kỳ rất khó. Rất khó ở đây trạng thái anh em không có cái gì. Thì thật sự em không thể nào hỗ trợ cho anh em từ xa được.
Vì nhiều con xe ở trạng thái hôm nay em gặp con xe này ở trạng thái ăn này cứ bảo nó nổ máy là nó chạy được. Nhưng nó nóng máy nó lại lịm đi. Và đặc biệt cứ đang nổ máy tắt khóa điện lên để lại không nổ. Ê mọi người hiểu không? Đang nổ máy ngon lành càn đào cứ tắt khóa điện lại lại không nổ. Để dai răng rẳng lại không nổ. Lại phải mở cái trục buji ra kích hoạt lại nổ. Nhiều van vận nó kinh khủng. Nhưng cực kỳ nó dễ thôi. Không có gì là khó cả. Nhưng vấn đề em nói ở đây là mọi người phải biết cách đo kiểm. Mọi người cố gắng tiết kiệm, mọi người mua cái máy chẩn đoán. Dù là máy gì cũng được, máy cũ, máy mới cũng được, tùy theo cái tiền của chúng ta. Anh em bây giờ mua cái máy 7-8 triệu, 5-6 triệu cũng có mà. Ngon lành càn đào. Về để làm gì, các anh coi được giá trị những con cảm biến đúng hay sai cho em. Còn nếu các anh không có máy thì các anh dùng cái đồng hồ này đo được, nhưng nó mất thời gian. Cái đồng hồ này cũng như cái máy chẩn đoán, nếu các anh biết sử dụng, mỗi tội nó hơi bị lâu hơn một tí. Để chúng ta đo được tất cả giá trị con cảm biến, hoặc là TBS, hoặc là oxy, hoặc là cảm biến nhiệt, hoặc là cảm biến gió, hoặc là map. Đó, nhưng nó feel hơn một cái là các anh phải nhớ màu dây điện. Dây nào là dây tín hiệu. Đấy, và các anh biết là ở nhiệt độ này là hiện tại 30 độ C. Về giá trị cảm biến nhiệt thì lúc này điện áp nó sẽ nằm ở cái dải bao nhiêu. Và khi mà giá trị điện áp thấp đi thì chúng ta phải tính toán được nhiệt độ lúc đấy nó tăng hay là giảm. Được hết, nhưng nó lâu hơn. Nhưng thật sự các anh không biết được điều đó. Nên để cho em hỗ trợ từ xa, có rất nhiều anh em biết em trên YouTube. YouTube ở đây thì em ít rơi. Thì có rất nhiều anh em lấy cái video mà đang livestream ở fanpage này. Đấy, anh em về nhà chỉnh sửa, anh em quăng lên Facebook. Đó thì cái đó tôi không biết. Còn cái YouTube của tôi thì đương nhiên tôi phải làm clip nó gọn gàng, nó khác với ở trong này. Nên có rất nhiều anh em ở trên mạng coi cái kênh YouTube gì đấy, anh em bảo tôi không vào vấn đề nhiều mà lại đang nói chuyện như này, nhưng thật sự mọi người không hiểu. Thì tôi đang livestream ở cái trang fanpage. Nên nhiều người cứ nghĩ rằng tôi lại làm video nói nhảm như này hoặc là nói chuyện như này. Còn mọi người thích coi thì mọi người vào cái trang của tôi ấy, kênh của tôi ấy, Tega Thị Tuấn, có ngàn người đăng ký. Tôi thì tôi lại không kiếm tiền trên cái mảng đấy. Bởi vì bây giờ tôi muốn làm clip để tôi chỉnh sửa. Tôi đăng lên một tháng mà 30 triệu, 40 triệu tôi không có thời gian. Khi nào tôi thất nghiệp, một tháng tôi không kiếm được 50 triệu, lúc ấy tôi sẽ làm kênh YouTube. Lúc đó gọi là full đề từ, full FI rồi đấy. Lúc đấy tôi không còn cái gì nữa rồi đấy. Thì tôi sẽ làm cho FI này mãi thoải trên kênh YouTube của tôi. Từ cái đơn giản nhất cho cái kết khó nhất. Đấy, clip của tôi hoàn toàn không chỉnh sửa. Thì cái điều đấy tôi chưa làm được. Thì khi nào tôi mức lương mà nó dưới 50 triệu tôi sẽ làm điều đấy ngay. Hoặc là một tháng tôi không kiếm được 30 triệu. Nhưng ở đây anh em có cái là anh em không biết gì, tôi không thể nào hỗ trợ được. Bởi vì con xe không riêng gì FI không, nó phụ thuộc vào trong động cơ. Có nhiều các bạn làm cái xe rất vô duyên trên xe đề từ, các bạn lại đóng bỏ con chó xả cam đi, thì tôi không thấy còn cái gì để nó là một người thợ nữa. Có rất nhiều anh em thợ sửa xe máy bây giờ không biết cái cốt cam này, cái chó xả cam nó bị cái gì mà mọi người lại đi đóng bỏ nó đi. Trên xe đề có motor đề, quý vị làm điều đó được, nhưng không cho phép. Được thôi nha. Nhưng xe đề từ nó đề không bằng chổi than mà quý vị lại đóng bỏ con chó xả cam đi, thì tôi không biết gọi là cái gì là một người thợ được. Xong rồi nó cứ hằn. Nào thì đi mượn xe này thử IC, nào thì xe kia đi mượn thử bu lăng, nào thì thay cả mâm điện, thay ta là ti tung, cuối cùng bị con chó xả cam. Đề rất nặng ở trạng thái như vậy. Tự các bạn giết các bạn chứ không ai giết các bạn cả. Nên là vấn đề này để hỗ trợ cho các bạn tôi rất khó một cái chuyên môn này. Nên làm cái nghề này các bạn phải đủ yếu tố cho tôi, từ điện cho tới động cơ cho tới nồi. Còn nhiều các bạn bây giờ động cơ cũng yếu, nồi thì chẳng biết cái gì. Ngoài tư vấn khách hàng tháo ra thay 3 cái bố bà càng, dây cô loa bi, mà cứ đâm đầu đi học cái sờ mất kỳ mấy ABS. Tôi hỏi ở quý vị, nếu mà một ngày nó nượp trong vòng một tháng, cứ 2-3 khách vào sửa ABS thì quý vị mới bỏ tiền đi học. Nó đã hư ABS đâu.
trừ khi tai nạn nó dội ở cái mặt nạ vào thì nó mới đẩy cục ABS nó làm bể. Mà anh em cứ phải đi đâm đầu học cái ba ABS nó nặng cái đầu, tiền có kiếm được đâu. Tại sao cuộc đời này mọi người lại đi chọn cái khó để nhét vào cái đầu của mình, nhưng tiền thì kiếm chẳng được bao nhiêu. Giàu tất cả cho những thằng dạy học hết. Bản thân tôi cũng dạy học, nhưng những cái điều đấy tôi dạy cho quý vị hoàn toàn là miễn phí. Được chưa? Những cái việc mà đó các bạn không làm về hệ thống FI, về cái động cơ, về cái nồi đi. Ở cuộc đời này tôi dạy anh em, tôi mới biết rằng ở cuộc đời này rất nhiều anh em bị hạn chế về FI. Chẳng biết cái mô cái tê gì hết mà xe tay ga vào cứ bục. Đồ mà cứ hên xui, không được thì thắp nhang, không được thì cứ gọi cầu cứu. Nhưng những cái ban bạn cực khó thì thật sự không có nào hỗ trợ ra kịp. Bởi vì các bạn chẳng có cái gì. Để hỗ trợ cho bạn cái đồng hồ này thì các bạn phải biết đo. Đấy, và hỗ trợ rất mất nhiều thời gian, và nhiều các bạn không biết dây tín hiệu là dây gì. Đấy, bị TB 3 giây, nhiều lúc các bạn chẳng biết là dây tín hiệu dây gì. Đó, nó có cái khổ như vậy, nên anh em phải thông cảm cho tôi một tí. Có rất nhiều anh em ở ngưỡng mộ tôi, kể khách hàng cũng vậy, toàn mua phụ tùng của tôi, coi trên cái trang YouTube. Bởi vì anh em nhiều cái mà mọi người hiểu cái tính của tôi ấy, thì mọi người rất thích tôi. Còn nhiều thằng mà nó không hiểu cái tính của tôi, nó cứ bảo bolo này ấy, mấy thằng mà muốn ăn kẹo ngọt ấy, thì nó lại không thích tôi, bởi vì nó thích những cái thằng ngọt. Tôi thì có cái mẹ gì tôi nói vậy. Đấy, rồi vui thôi, 111 người chơi rồi. Thì tôi thì nó phải thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi mọi người cứ học chuyên sâu để sửa cái SU làm cái gì. Bữa nay nó rẻ như cho. Kể cả bữa nay á, xóa trắng cái FOB mọi người cứ gửi cho tôi, quen 50.000 một cái. Đầu tư cái máy 16 triệu, 13 triệu thật sự nhiều anh em rất hạn chế. Nhưng đó là nó theo đuổi công nghệ, và người có tiền nó đam mê nó mới mua. Còn nhiều anh em hỏi tôi cứ cái đó bao nhiêu tiền, 13 triệu anh em đừng có bao giờ mua. Bây giờ anh em review hoặc là xóa 50.000, nhân cho lên 13 triệu thì anh em phải xóa bao nhiêu cái? Cái 50, 10 cái, 500, 100 cái mới được 5 triệu đúng không? 200 cái mới được 10 triệu. Rồi, 5, 6, 30 nữa, cộng vào nữa. Thì hết cả cuộc đời này có mà chui xuống lỗ cũng không bao giờ xóa trắng được. Thì ở đây lâu lâu có cái, hai cái thì gửi đi có 50.000 cái. Cái gì cần đầu tư phải đầu tư. Nên anh em đừng có đua đòi. Cái quan trọng bây giờ anh em cố gắng thống trị tôi cái FI này, mọi người phải hiểu hết. Và cái động cơ mọi người phải làm ngon cái đã chứ. Cái động cơ một thằng thợ tiện bèo nó làm không được, anh em về nhà chẳng biết đúng. Có rất nhiều người ở đây, thợ tiện nó cứ bảo xoáy nòng với bít tông bạc như vậy, mới về nhà là múc vào. Chẳng biết là cái thằng thợ tiện này nó làm có ngon hay không cả. Ngay hôm nay thôi, một thằng thợ tiện ở đây, nó bảo em ơi, một con xe này A bờ lắc mới len keng của một người khách của anh, mang lại anh cho xoáy bít tông bạc. Xoáy bít tông bạc, xoáy xúc bắp. Nhưng về nhà người thợ này lắp vào, mẹ nước cứ sôi sục sục. Vậy là bị gì hả em? Ở trạng thái anh thấy người ta mang cái đầu và cái nòng vào xe này rất mới, nó loạn quạ, bị zin mặt, rong quy lát là chuyện bình thường. Bởi vì thứ nhất là có xe ở đây, thứ nhất là tôi nói cho anh em chạy hết nước. Thì lúc này nhiệt độ động cơ quá nóng, thì lúc này nó sẽ giãn nở, sẽ làm zin mặt, rong quy lát. Hoặc lúc này có thể là chạy hết nhớt, ở trạng thái khá là nóng, không có gì bôi trơn. Thì một người thợ tiện chưa cảm nhận được một điều đó ra, thì về nhà thợ cứ lắp vào xong sôi nước, chỉ biết gọi là thợ tiện. Mọi người hiểu không? Đấy, nó rất khó ở cuộc đời này, nên mọi người chịu khó phải làm được điều đấy cái đã. AVS bây giờ mọi người dục tổ đi một bên. Mọi người thử một năm mọi người được sờ có ABS chưa? Tại sao đi học bỏ tiền nó phí vậy? Rất phí những cái đồng tiền đấy, thật sự nó không xứng đáng để học cái ABS. ABS đúng nó chỉ có 3 cái nguồn, là trước khóa và sau khóa và một dây mát. Kết thúc nó là xong. Lên trên mạng mua cho tôi tòn tem một sợi dây cảm biến VS dài dài đấy. Về nhà nó cứ lỗi bắn trước hoặc bắn sau, cắm vào phát hết lỗi là bị dây. Nếu cắm vào vướng báo lỗi 11, hai cảm biến bắn sau. Đo tôi 2 giây thông mặt về cái cục điều khiển phanh ABS. Thông mặt nữa thì nó toang.
không? Đấy thì quyển tài liệu này bán khá là rẻ cho anh em, tôi tặng cho anh em online. Nguồn với mát là chân nào dí vào là xong, là mọi người đỡ bị ăn hẳn. Mọi người hiểu không? Rồi bây giờ thôi không có nói gì nhiều nữa, tôi mô phỏng cho mọi người xem này nha. Khách hàng dẫn bộ một chiếc xe vào, bất kỳ một dòng xe nào, ở đây tôi đang nói là xe Kenhin có motor đề, đề bằng chổi than, motor đề. Đây, nó nằm ở dưới cái co Boe này, như thế này. Ở đây tôi nói là phải thật. Nhiều anh em nào ghét tôi thì tôi cũng chịu luôn. Đêm nay mọi người chửi tôi thì tôi chẳng đọc comment đâu. Rồi, tôi thì cũng mệt lắm rồi. Nhưng thật sự có rất nhiều anh em hàng ngày gọi tôi. Tôi không biết là anh em bây giờ ở trong nhà có điều kiện gì, và đặc biệt anh em đang thiếu thốn cái gì, thì tôi không thể nào tôi biết được điều đó. Tôi chỉ biết là anh em kêu cứu thôi. Cứu và cứu đó. Tôi làm cho anh em một cái. Ở trạng thái ở đây, một con xe có FI hết, bơm xăng kêu luôn này. Rồi, van Galanti kêu luôn, gọi là mô tô bước IACV, tất cả ok. Nhưng chỉ có vì một trạng thái bấm nút đề này im ru, rồi bèo gì cái này mất nửa ngày rồi đó. Rồi tiếp tục gọi hết, gọi lui à, gọi từng chi tiết một. Thao tác lúc này không ổn, lại gọi tiếp, im nhíp. Rồi relay không nhảy luôn. Relay nhảy thì nó lại là dễ nha. Relay nhảy thì tặt tặt, một là hư relay, hai là hết than. Thì lúc này bất kỳ một người thợ nào cũng rút con relay này ra, lấy cái kìm hay là lấy khúc dây điện đấu trực tiếp. Nó quay được là hư relay, không quay được là hết than. Nhưng ở đây nó im miệng luôn. Đây tôi nhấn này. Đây im ru. Đây, thế là tịt, tới đây là tịt, tới đây là hết thuốc rồi đó. Rồi phim tới đây là hết thua. Xong rồi gọi anh ơi cho em hỏi một vấn đề trên con xe Lit có chân chống cặn hay không chống cặn cũng chẳng biết, thì anh kiểm tra cho em hỏi con xe này có chống cặn không. Ok, chờ mình cho vào một chút xíu mình gọi lại. Lại mất khoảng vài phút. À anh ơi, xe này có chân chống cặn. Ok. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tư vấn anh ơi nối lại cho tôi kiểm tra chân chống cặn. Đây, đầu tiên mà để im ru, nối lại. Rồi rút ra. Rồi đi cắt sợi dây điện, nối lại. À tôi nối luôn, ví dụ như thế. Nối vào xong bảo anh đề nổi chưa, vẫn im ru. Đấy, nó lại chết, chết ở chỗ này. Đây, đây trên chống cặn nối lại rồi, lấy sợi dây điện rồi. Bảo đâu anh quay video cho em coi anh nối đúng chưa. Em nói em nối đúng rồi mà. Gần trên chống cặn. Rồi ok. Nhưng anh em chỉ biết nối thôi, nhưng quan trọng là nó chạy về IC nó có đứt không. Lại chỉ thêm một dây nữa. Và đồng thời cái dây của cái dòng xe FI này thì cứ màu nó cứ na ná nhau. Đấy, trắng sọc xanh, xanh sọc trắng gì nó ná ná nhau. Lại phải chỉ cho anh em là chân bao nhiêu, anh phải đo về cho em chân 25, rồi lại đếm IC. Nó khổ cái anh ơi. Vậy chân nào là chân 25, đếm như nào là 25 anh nhỉ. Đủ, thật sự tôi rất khổ ở cái nghề này. Anh ơi, dạ bây giờ số nào số 25 đếm từ đâu qua anh nhỉ. Tôi mới bảo anh nhìn thấy con dây màu đen không? Số 1, 11, 12, 22. Và quay xuống đây. 23, 24, đây 25 này anh trai. Đó, nó khổ vậy. Rồi bây giờ anh đo cho em thông mặt không? Thông rồi anh ơi. Vẫn không để được. Ok, loại trừ cho chống cặn. 25. Săn sọc trắng. Ê, tôi khổ cái là bộ tài liệu này có ở đây, nó giá rẻ ơi là rẻ. Nhịn cho tôi 1, 2, 3 lon bia thì cuộc đời này chúng ta không cần phải hỏi.
Nó khổ cái anh em ạ, thông cảm chút nha, tôi phiêu một cái đêm nay nữa bởi vì tôi rất buồn cho nhiều anh em. 25 xanh lá sọc trắng, mát chân trống nghiêng. Rẻ vậy các anh không biết sử dụng hả anh em? Hay là mới anh em lại sót tiền, hay là không biết là tôi bán tài liệu. Còn là cái quyển này thích thì tôi tặng quyển trắng đen này, mua đồ tôi tặng cho một quyển. Đọc sợ hoa mắt thôi. Rồi thôi thì bỏ tiền phiêu cái này đi, giá rẻ. Ok. Lúc này đã thông mạch. Bước đầu tiên chân trống về AC, lối tắt tất cả đều tốt. Tiếp tục coi đề được chưa? Từ bấy giờ rất mất nhiều thời gian. Ăn thử lại cho em. Vẫn im ru anh Tuấn ơi. Chủ phê nhá. Đồ pha này phê anh trai ạ. Chủ em hỏi thật chứ anh không biết gì về FI à? Trời bảo quê mình ít sửa xe ga lắm bạn ơi. Mà lâu lâu gặp con xe ga vào, thật sự hồi giờ chưa quen Tuấn. Nó hẳn mình ra bã đấy. Đủ mình hẳn mình ra bã. Nhưng trời gặp may mắn, nhiều lúc mình làm nó nổ, nhiều lúc thật sự như cái xe này mình bó tay luôn. Bó tay luôn. Nhờ, bó tay. Nó rẻ quá mà mới anh em không mua, đêm rồi 22 giờ gần 200 người coi. Tiếp tục. Anh ơi, giờ anh phải tháo cho em cái này ra. Đó. Rồi thì lúc này lại chờ anh em tháo cái đầu đèn. Còn mà nôn quá thì anh em lại bấy công tắc này ra. Thì nó lại nát hết nhựa của người ta ra. Rồi anh chờ em tí lại tháo gương. Tháo đầu đèn. Tháo ra rồi băn cái này ra. Lại nhìn vào công tắc. Đó, nó khổ vậy. Được chưa? Rồi anh kiểm tra cho em xem có 12V từ cái công tắc xích tốp chạy tới đây chưa. Ở đây tôi đang diễn thôi nhá. Thì mọi người chắc biết rồi. Có rồi, Tuấn ơi. Rồi mình thử bóng đèn. Bóng đèn thì chẳng đầu tư cái bóng đèn. Chạy vào long quăng vào trong nhà cắt đại cái bóng đèn xi nhan hoặc bóng đèn gì đấy. Cắt chẹt 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 chẹt. Vào làm nhảy nha nhảy nhảy. Làm cái này trời ơi, thời gian này. Đi xem TV này. Coi Ngọc Trinh nó diễn nè. Rồi coi TikTok làm gì. Mới con bé mà ăn xong nó cứ hở quần hở áo gì đấy. Thì không chịu làm. Cứ giản dối một cái là lên TikTok. Đấy. Xem Ngọc Trinh nè. Xem lung tung gì hết nè. Đấy. Được chưa? Quá phí cho cuộc đời. Rồi, kiểm tra xích tốp, ok rồi. Đây, ra xích tốp. Đó. Săn sọc vàng. Rồi, ok. Xong lúc này tôi lại bảo anh ơi, thôi lúc này điện áp 12V từ xích tốp có rồi, anh bỏ nút đề ra nối lại cho em một cái. À, mất công sợ mò ve nút đề. Rồi cắt sợi điện, nối vào, vẫn không đề được. Sao? Tôi nối công tắc rồi. Vẫn không đề được. Đây, ví dụ tôi nối này. Hoặc là thay công tắc mới này. Xích tốp quá rồi, lại vẫn không đề được Tuấn ạ. Rồi thì lúc này bây giờ anh đo cho em từ cái dây xích tốp xuống chân IC đi. Đấy, anh sẽ lùng ra cái dây còn lại đấy. Thì lúc này anh loại trừ cho em là dây từ chip top vào, ok rồi. Còn cái dây còn lại anh đo xuống IC. Tuấn ơi, chân IC là chân nào Tuấn ơi? Đủ tiếp tục. Tiếp tục lúc này. Đấy, tôi lại bảo anh ơi. Lại ví dụ đếm chân trọt 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 trọt. Lại đếm chân. Đấy, nơi nó rất phê cho tôi. Rồi lúc này anh ấy đã kiểm tra cho tôi là 12V từ nút đề đá nối tắt chạy xuống chân của IC có điện áp 12V. À, rồi có 12V. 12V từ nút đề xuống đây rồi. Vẫn không đề nổ. Thì lúc này tôi phải bảo anh đấy kiểm tra dây cuối cùng. Dây cuối cùng. Dây cuối cùng. Là IC có rập mát cho relay không? Đây. Rồi, tôi sẽ mô phẩm cho quý vị. Relay rập mát không? Rồi, tôi sẽ dùng bóng đèn. Rồi, rút relay ra. Rồi, ok. Relay.
đủ phê nha. Đó, nhiều lúc tin ý ở đây thì ok, nhiều lúc nó chết nhiều ban, bật khóa điện. Đấy. Còn đa số thì đương nhiên nó sẽ bị chân chống điện và nút đề, đúng không? Ai mà nghĩ từ đây chẳng hạn như vậy. Đấy. Ok, dây màu đen. Đó. Có. Ở đây tí nữa tôi sẽ khoanh vùng cho quý vị bắt bận nó nhanh hơn. Đấy. Nếu ngày mai như vậy thì có thể rút relay chính ra trước để kiểm tra 12V trước cho tôi. Rồi. Tiếp tục. Cái này nó khó, cái là đầu tiên chúng ta phải kiểm tra chân chống nghiêng. Anh em hiểu không? Chân chống nghiêng có vấn đề là IC sẽ không drop mát cho relay ngay. Rồi, đây. Đó. Rồi, dây màu vàng sọc xanh nè. Tôi bấm đề nè. Đó, IC drop mát cho relay này. Đấy, mọi người thấy không? Nếu mà nó hư chân chống thì nó không thể nào drop mát được, nên anh em phải kiểm tra chân chống đầu tiên. Đây, tôi sẽ gạt chống điện xuống này. Đấy, nó khổ vậy. Ok chưa? Nó sẽ không chập mát đâu. Nên tôi phải kiểm tra trên chống điện đầu tiên. Đấy. Đây. Đấy, quý vị thấy không? Nó bị trên chống điện là nó sẽ... IC sẽ không chập mát cho nó. Đấy, tôi sẽ đá chống lên này. Ok chưa? Rồi. 12V có rồi, IC giảm mát. Đó. Nó đơn giản như vậy thôi. Anh em hãy tư vấn cho tôi thay con relay trong vòng tích tắc. Bởi vì làm thủ công nó rất phiêu như vậy. Rồi, bảo bây giờ các anh này tiết kiệm cho tôi để mua cái máy vài triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu cho tới mười mấy, 20 triệu tùy theo vào cái túi tiền anh em. Một con xe mang vào không đề được này. Tôi ở đây hướng dẫn cho quý vị hai chức năng. Một, làm thủ công. Hai, có cái máy nhà này. Khách hàng vào. Xe này không đề được. Động cơ. Ok. Mọi người không quan tâm cho tôi tất cả những cái bảng mã lối. Bỏ hết. Reset IC. Bỏ luôn vào dữ liệu cho tôi. Ok. Trang đầu tiên này bỏ. Thứ hai này bỏ. Trang thứ ba. Nhìn vào đây. Chân chống điện đã gạt lên chưa là off. Ok, chân chống điện tốt. Lúc này nhấn nút đề. Khởi động đề on. Relay drop mat. IC drop mat cho relay tốt. Vấn đề còn lại đo tôi có đứt dây không. Nếu mà như nãy là ok thay relay. Nếu có cái máy này 30 giây mở mặt nạ ra, kết nối dây calai vào 30 giây ra bận. Còn bây giờ không có cái máy này thì anh em phải cần có chuyên môn, gặp một thằng thợ nó dạy cho anh em từng cái căn bản, từ bắt bật bằng thủ công, hai cho dùng máy. Rồi on này, đỡ phải đầu. Rồi lúc này chỉ cần mở mặt nạ ra, rút con relay ra, kiểm tra xem cái dây mà IC giật mát ấy nó có bị đứt không. Còn cái mặt IC là tốt rồi. Nếu thông thủy như nãy, bóng đèn led sáng, thay relay. Rồi tôi sẽ thay relay cho quý vị. Relay rẻ thế mà anh em nào không mua ủng hộ nhỉ? Mày phí thật. Relay xịn này. Thế mà không mua. Đây. Thay vào này. Thế là nhiều anh em bắt bận xong anh em mang relay ra đập. Bởi vì nó có tội tình gì đâu. Anh em mang ra đập. Đập xong nó răng vào mắt. Thế lại đi bệnh viện. Bởi vì con relay này không có tội. Tội là ở anh em. Tay nghề kém. Chưa bắt được bận. Bởi vì nó chết thì anh em mới có tiền. Nếu nó sống nhân răng thì khách hàng mang vào tiệm chúng ta làm gì. Nên mấy ông bây giờ bực tức ở trạng thái bắt bận lâu. Đúng không ạ? Trời nóng lên xe nó hằn. Mấy ông bắt được bận, mấy ông mang đập nó. Nó không có tội tình gì ở trong cuộc chơi này. Tội là tội do các ông yếu tay nghề. Đúng không ạ? Mang lấy cái búa đập. Nó răng vào những cái mẻ nó bay ra vào mắt. Mù mắt chết. Thay. Relay 45.000 một con, đêm nay ai chốt 10 con để bộ. Thế thôi, xong. Nổ máy, lấy tiền. Nên đôi khi một con relay 45.000 lấy trong vòng 150 tích tắc 30S.
Nhưng đôi khi con delay 45.000 trong vòng 2 ngày mới bắt ra bận, hoặc là đồng thời 1 ngày, nửa ngày. Tiền gọi điện thoại hết cha nó rồi. Gọi Zalo hoặc là Messenger thì sóng cứ pẹt pẹt, pẹt 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 pẹt. Điện thoại thì camera lại mờ. Bởi vì rất nhiều anh em không có điều kiện mua điện thoại, nên cái điện thoại của anh em nó cú vào camera nó mờ. Hay là thời tiết ở ngoài đường nó chói, đúng không? Không nhìn thấy cái mô cái tê gì luôn. Đấy, và nhiều anh em cứ quay điện thoại như này. Ê, đây, bây giờ tôi quay anh em coi được không? Dễ coi không? Đây. Rồi, bây giờ tôi quay, bây giờ tôi live stream cho anh em như này. Anh em có chửi bố tôi lên không? Đấy, có chửi bố tôi lên không? Bảo mày không có live stream, thôi mày dẹp mẹ mày đi Tuấn ơi. Đúng không? Đấy. Mẹ mua cây quay như thế này, tôi này 2-3 cây quay này. Cây quay đâu nữa rồi? Đây. Ra tiệm điện thoại mua cây này 100.000 bạc. Để đấy, thằng Tị Tuấn nó chỉ. Đỡ phải cầm điện thoại rung ra rung lên. Có phải sướng không? Ok. Đi. Ok. Đấy. Anh Lu, An Si Nguyễn ơi, em ở đây tôi chẳng có cái gì giỏi, tôi chia sẻ thôi. Ở đây chẳng có cái gì ông và tôi hết, anh hiểu không? Trong cuộc đời này chưa biết ai hơn ai, cái gì tôi chia sẻ được cho anh em thì tôi chia sẻ. Đấy. Cảm thấy cái video, cái clip này ấy, hay thì chúng ta xem để học. Còn các anh nào giỏi rồi thì tốt nhất ôm vợ ngủ ấy. Đấy. Và chúng ta vào trong này không có nói những cái từ nặng nhẹ ở trong này. Ở đây là một cái trang fanpage của tôi, chia sẻ nhiều anh em thợ yếu thế thôi. Và ở đây tôi nói hoàn toàn là đúng, bởi vì nhiều anh em quay điện thoại như này làm sao tôi hỗ trợ được. Tôi bảo anh em đầu tư cây quay, nó hoàn toàn là sự thật. Còn bây giờ đơn giản tôi chia sẻ, quý vị cảm thấy nó sai, quý vị có phải chửi tôi không? Hay tôi live stream mà cứ rẻ này, quý vị có chửi tôi không? Quý vị xem cảm thấy ok được thì tôi mới ok được. Đấy, ở trong cuộc đời này vậy. Còn cuộc đời này với làm nghề FI này, tôi nói thật với anh em, ở trên đời này chẳng có thằng nào là từ giỏi cả. Ở trên đời này làm cái hệ thống FI này, ở đây chẳng có thằng nào gọi là từ giỏi ở trong này cả. Thằng nào cũng làm được thôi, nhưng quan trọng là các bạn làm trước hay làm sau thôi. Anh em hiểu không? Nên ở thần thánh ở Việt Nam này, tôi không tôn vinh bất kỳ một người nào làm FI giỏi. Chỉ là người đi trước và người đi sau. Thế thôi, bởi vì FI nó như nhau mà. Đấy, ok. 10 delay, anh em nào có quan tâm, ủng hộ. Clip hay cho tôi chạm vỗ tay. Cảm ơn quý vị. Đời sống trên đời cho nhau được cái gì thì cứ cho, tặng nhau được cái gì thì tặng, cái gì cần phải mua phải bán, anh em hiểu không? Rồi tất cả cái gì cũng vậy, cho nhau được cái gì thì cứ cho. Thì cuộc đời này mà, rất nhiều anh em, có người yêu tôi, có người ghét tôi, phải chấp nhận ở trong xã hội này. Và đêm nay có anh em nào ủng hộ thì vui lòng liên hệ với tôi, ủng hộ luôn số điện thoại 0909 7593. Có ít bobin sườn cực đẹp, inbox ủng hộ tôi, thế thôi. Rồi các bạn thay có lợi nhuận. Thứ nhất các bạn đỡ bị bỏ lửa, các bạn đỡ bị ăn hằn. Thì tôi kiếm được 10.000, 5.000, tôi uống cốc nước để có nhiều video hướng dẫn cho quý vị thôi. Anh Nguyễn Văn Sùng, anh Zalo dùm em 0909 7553. Đấy. Rồi, đồng hồ mặt lớn to, anh em nào cần thì comment inbox. Được, thế thôi ạ. Đấy, cuộc đời này nó chỉ là cái hạnh phúc ở trên đời như vậy. Các nào yêu mến thì truy cập vào cái Zalo của em 0909 7553. Đây em sẽ gửi cái số Zalo. Đấy, 993 Zalo nha anh em. Đấy thì anh em nào yêu mến thì truy cập vào cái Zalo Ngô Khắc Thanh. Cảm ơn anh em. Với em nó hay thật, nó quen rồi. Đôi khi sự thật lại mất lòng. Ừ.
Đấy thì anh em nào ok thì vào cái Zalo em nhá, em đã ghim cái đường link ở bên trên đấy. Rồi mô bên sườn này cực chất cho anh em này, hàng VIP này, dây đồng thời được bọc và đồng thời chốt. Đó, anh em nào quan tâm thì comment. Đấy, đồng hồ cái gì cũng có hết. Và anh em từ từ hạng ngừng like. Thì Tuấn ở đây có vài cái hay muốn chia sẻ cho mọi người. Và đồng thời mọi người yêu mến thì chốt. Rồi. Và đồng thời hôm nay em bán mấy cái kim này, kim 125 Zindest luôn. Con kim này 125 tháo xe, em không nói, tháo xe nhà. Và đồng thời ở đây sẽ bao mọi người hoàn toàn, tất cả mọi người phải chạy ngon 125. Đấy chưa? Đấy, bao mọi người là kim zin. Ok. Đấy, anh em nào quan tâm thì comment 125 lắp chung cho nhau được hết. Đấy. Được chưa? 125. Nếu anh em nào muốn fill cho khách hàng ở trạng thái hụt ga buổi sáng thì anh em có thể fill vào xe Viter. Đấy, cái này full to xe 125 lắp chung nhau được hết. Đấy, anh em nào quan tâm thì lắp. Rồi, bao mọi người là kim chuẩn. Đây, nó cũng như một cái kim zin trong xe tháo ra. Đấy, và được thử nghiệm trên xe. Và đồng thời thông số hiện hành Đình Tuấn đã đưa lên YouTube, là YouTube. Đấy thì anh em vào Zalo. Bảo hành cho mọi người luôn. Và kim này cực chất, hàng Zindest. Đấy thì mọi người ủng hộ khoảng người vài cây. Đấy, về nhà lắp vào là xong, kèm theo cả mô bin. Điền Tuấn có khoảng vài chục cây. Được chưa? Mua của ai thì Điền Tuấn không biết, nhưng mua của Điền Tuấn luôn luôn có sự bảo hành cho anh em. Và hàng trả bất kỳ lúc nào khi bị lỗi. Nhưng kim này dám đảm bảo với anh em, chuẩn thì không cần chỉnh. Thông số ở trên xe chuẩn đẹp. Đó, Zalo. Cảm ơn mọi người. Cái Zalo em đã ghim ở trong đường link Than Hiền Mô Tô. Ở đây có rất nhiều, có thể là khách hàng em không thể nào nói giá được, mọi người thông cảm. Còn em nói giá ở đây có rất nhiều người lại nói ở tại sao mày lại phát giá công khai ở đây. Có luôn. Văn có chuẩn bị có hàng VIP cho anh em luôn, để trị hụt ga. Anh em chờ tôi khoảng 3 ngày nữa, tôi sẽ trị cho anh em hết cái giải hụt ga. Được chưa? Những anh em của tôi chờ tôi khoảng vài ngày nữa. Hiện tại tôi có khoảng 10 cái thôi. Hiện tại tôi bán không kịp. Còn cái kim này kim 125. Đó, bao mọi người. Đây, kim zin trong xe tháo ra. Đẹp như mơ luôn. Đấy. Mọi người yêu mến thì mọi người truy cập cái Zalo thì Tuấn, cảm ơn. Được không ạ? Đó là kim. Đó, cho mọi người lựa chọn. Kim. Rồi, còn relay ở đây còn ít con. Đấy, mọi người quan tâm thì comment. Quan tâm thì comment luôn. Còn cái riêng cái bộ tài liệu này, Đình Tuấn dám nói luôn, anh em chỉ cần nhận được, mở ra, đọc, cảm thấy không có ý nghĩa gì với những quyển tài liệu anh em mua trên mạng. Ship lại địa chỉ mình, trả lại mọi người tiền. Đấy. Nó chỉ cần chơi như vậy thôi. Ở đây chúng ta không lừa đảo ai. Chỉ cần mở quyển tài liệu này ra, khi nhận được hàng, rửa cái tay cho thật sạch, đừng để dầu nhớt. Lật từng trang đọc để thấm, không hay. Hoàn tiền 100%. Chứ không phải là ông mua tài liệu rồi, giá rẻ như vậy rồi, rồi ông lại trả lại. Tôi làm cho anh em khẩu phục. Thì có thể là 100 người mua tài liệu thì có thể một người chơi tôi, nhưng tôi sẽ biết, chẳng hạn như thế. Mở ra đọc từng trang cái đá trong vòng một ngày, cảm thấy không thấu hiểu, mà cảm thấy tài liệu này nó chán vô tệ, trả lại tiền cho quý vị. Cho những người đam mê yêu mến tôi bộ tài liệu này. Đó. Và kèm theo một quyển catalog hướng dẫn cho mọi người tất cả full về chân Smoky. Full về Smoky. Full về chân IC của Honda. Và IA gần đủ. Và Su. Và Vespa. Tổng bảng mã lối. Nếu chỉ cần đọc không sướng, tiền không quan trọng với Đình Tuấn đâu. Trả cho mọi người.
Nhưng cái này mang lại cho mọi người cái kiến thức để mọi người đỡ khổ ở trạng thái lặt phặt, lận đề như lúc nãy. Đúng không? Như lận đề như lúc nãy. Thì mọi người sẽ mở những cái trang ấy ra, mọi người biết rằng từ IC nó cấp 12V hay là mát xuống IC. Và IC sẽ cấp mát hay là lửa cho relay. Đó, hy vọng rằng cái cuộc sống này nó là như vậy. Đấy, mọi người quan tâm thì truy cập vào cái Zalo. Cái Zalo mà Facebook mà Tuấn Thần Đạt đã ghim cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người chỉ cần đọc cái quyển này, mọi người tự động nhẹ nhàng nâng tầm một người thợ máy lên từ từ. Quyển này không dày, nếu chịu khó siêng đọc trong vòng 1 tháng hay hơn 1 tháng. Kể cả đơn giản cái đồng hồ ở đây, rất nhiều anh em chưa biết cắt đo và sử dụng nó. Thì hy vọng rằng ở trong này nó chụp nét như ở bên ngoài. Thì anh em hãy chịu khó vào trong này xem. Đó, đo cái gì, cái gì. Đó, mọi người không? Từng cái nấc thang đo. Đấy, khoanh vùng cho mọi người. Và những con cảm biến sai lật ở chỗ nào, thông số rồi, hay là mô bin hay là cái gì cũng vậy, nó phải là tuyệt tác. Chỉ cần mọi người đọc không khoái, Tuấn ơi, mày lừa tao, anh gửi lại em địa chỉ. Thì mọi người chỉ cần truy cập vào cái Zalo, tôi gửi ngay cái địa chỉ, mọi người trả lại cho tôi sẽ hoàn tiền cho mọi người. Ở đây Đình Tuấn nói là phải làm điều đó. Tất cả hồi giờ anh em mua cái gì lỗi, có bao giờ tôi không nhận không? Tất cả những cái gì tôi bán ra ở ngoài thị trường, thật sự những người nào thật sự là anh em của tôi thì chưa bao giờ tôi bảo ôi giời ơi mẹ cái này tôi bán rồi tôi không bảo hành. Chưa bao giờ, kể cục mô bin. Chỉ cần anh em bảo cục mô bin bị lỗi, anh cứ trả lại cho em đi. Nhưng nhiều anh em bảo ok, bảo nó không đáng bao nhiêu thì thôi. Còn tất cả chúng ta là anh em hết, trả lại cho em hết. Lừa đảo gì 100, 200 nghìn. Có mà lừa đôi trăm triệu, đôi tỷ. Đấy, hy vọng rằng cái gì tôi bán ra được, tôi bảo hành cho quý vị được, thì điều đó mới gọi là sự thành công. Anh Tuấn Thanh ơi, anh comment lại cho em cái. Đó, bộ tài liệu. Mọi người thử đọc đi. Những anh em nào tôi khoái nhất là những anh em nào mua những tài liệu trên mạng nhiều rồi. Thì anh em thử nếm thôi một lần nữa. Bởi vì có vẻ là anh em bảo tao bị lừa rất nhiều rồi Tuấn ạ. Mua tài liệu về nhà không đọc không hiểu cái gì cả, toàn là sơ đồ mặt điện, mới là điện trở, vằn vo tam quốc. Thì các anh em sợ tôi lừa tiếp, thì ở đây tôi sẽ công khai luôn. Đọc chỉ cần không khoái, các anh trả lại cho em. Đừng có xé tờ nào nó phí, em trả lại tiền. Đó là cuộc đời và cách sống của tôi. Được chưa? Và nhớ là cái kim này đang hot này, mua đi không hết, và mua pin mỗi người vài cục. Dạ ok anh Tuấn nha. Đó, ngày xưa tôi chẳng lừa mọi người thì thôi, chứ bây giờ hiện tại thì lừa mọi người làm cái gì? Cho mọi người không hết chứ lừa mọi người làm cái gì? Nếu phải nói về kiến thức. Đó, tôi ở đây còn khá là nhiều, được chưa? Còn bây giờ cái bộ dây điện này tôi bán tôi lời đúng 50.000 bạc. Nhiều anh em thật sự vẫn không chịu nghiên cứu nó có đắt đỏ gì đâu. Tại sao can lại đi ăn nhậu được mà FI lại hẳn can? Bộ dây điện tôi bán lời đúng 50.000, chưa kể tiền ship về đây mới leng keng ở trong nhà máy đưa ra, tổng mát chưa bắt. Tất cả các anh cần cái gì, các anh truy cập cái Zalo, em đã ghim cái đường link Tuấn Thần Đạt để giúp em chúc. Đấy, không? Đấy, hay là mọi người chụp cho em cái số điện thoại này là vào lại để mọi người phải biết là xài. Đấy, xài Zalo. Em thì vào Zalo thì em mới gửi được, bởi vì em kiểm soát số điện thoại, nó dễ ở trong Zalo. Đấy, trong Zalo chỉ cần số điện thoại là ra người đó thôi. Còn Messenger đi tìm nó lâu lắm. Không sướng, đừng có sợ mất tiền. Tiền nó rơi phải đúng chỗ mọi người ạ. Ở đây không có lừa. Đấy, ok. Đây bộ dây điện, nó mới như thế này, nó giá rẻ như cho bùn. Về nhà bán mấy cái rắc này cũng có tiền. Ôi giời, cái này có cả dàn cầu chì trong này, ghê thế. Đó, được chưa? Có cái gì đâu phải lừa đảo nhau nào. Cuộc sống này chúng ta cứ việc thật mà làm. Đấy, nó còn khá là nhiều đồ, có tất cả máy móc, máy này. Tại sao anh em lại biết tôi muộn?
Ôi mua của người ta chẳng được cái gì. Online thì không, nó bớt cho khoảng 800 tới 1 triệu cái máy. Cứ nghĩ rằng đó là đồng tiền lớn. Hoặc là nó tặng cho bộ tài liệu thần thánh gì. Rồi mày mua là xong. Còn tất cả anh em biết tôi rồi, mua máy ở chỗ khác, vui lòng gọi ngay cho thằng này hỗ trợ cho mọi người. Tôi chỉ hỗ trợ cho một người, lần một, lần hai. Đấy, mọi người cứ mua máy ở đâu, mọi người cứ dí đầu thằng ấy gọi. Nha. Nó bán máy, nó phải có trách nhiệm cho mọi người. Đấy, đừng có lúc mà FI khó, mang cái máy ra lòe tôi, thì tôi sẽ hỗ trợ chỉ một đến hai lần thôi. Hãy gọi ngay cái thằng mà nó hướng dẫn các bạn ấy, mua máy tặng được cái gì. Tất cả máy trên thị trường. Anh vào Zalo cho em, anh Phúc Võ ơi. Mấy anh em yêu quý em thì truy cập cái Zalo ấy, 0909 75993 nhá. Mọi người cứ để vào trong đấy. Giá thì ván anh em nào cũng như nhau thôi. Đấy, mọi người hiểu không? Bất kỳ cái gì cũng vậy, chứ không phải là vào trong cái Zalo rồi thách thức hay là giá cao cả. Còn ở đây tất cả những khách hàng đang xem live thì có đôi khi nó hơi bị khó khăn. Đấy, mọi người cần cái gì mọi người ủng hộ, mai tôi lên toa luôn, máy móc hay cái gì. Rồi cái nồi này thì nhiều anh em lại bảo tôi và Tuấn ơi làm lại cái nồi cũ, mua cho nó thấp giá một tí, thì tôi đã làm lại cho mọi người này. Thì lần này thì mọi người đừng có nghĩ rằng keo nó rơi lung tung nha. Đấy, những lần trước thì keo có thể là nó bám, đợt này thì mọi người cảm thấy là nó như ngọc trinh đấy. Yeah. Ok. Còn cái bố carbon này thì tôi sẽ dán thử nghiệm, tôi chạy tiếp. Đấy, tôi dán hết bố luôn. Đấy, cái này tôi chạy phá tiếp. Đấy, ở đây còn có khoảng 40 bộ mới xong. Đây, đấy, những cái bố mà xanh xanh đấy. Anh em nào vừa rồi thích cái bố này này. Đấy, thì đợt này này. Đấy, sạch sẽ. Đây. Ok. Đây, cho mọi người. Đấy, mọi người cứ phịch vào cái Zalo ấy. Đấy, mình không để anh em phải thất vọng đâu mà sợ. Chẳng qua có rất nhiều anh em mới ở bây giờ thì có nghĩ như vậy. Đây. Đó. Anh em hiểu không? Đấy, về đây khoảng mấy chục bộ, anh em nào ok thì nhanh tay thì bụp. Chưa? Đấy, mai phải kít bì, không có gió nó vào, nó bị sét chuông nha anh em. Bây giờ bận quá rồi, live stream rồi dạy rồi mới xong rồi chưa kít bì được. Mai nó gió vào nó xét cái chuông mất. Đây. Ok cho mọi người. Đấy. Đấy, bố săn nhá, bố cú ấy. Đấy. Chuông ở đây được vớt bóng cho mọi người. Vớt lá. Đấy, ở đây. Đó, thấy không? Gió nó vào này. Đấy, lỡ mà cái nào nó hơi gió vào, anh em về nhà lại mình nhám trà sơ qua cũng được. Ok. Được chưa? Đó, cảm ơn tất cả quý tấm lòng anh em. Thì anh em truy cập vào cái Zalo, ở đây có rất nhiều đang coi, có thể nào không công bố được. Còn anh em nào thích công bố tôi công bố ngay, có cái gì đâu. Mất công nhiều lúc khách hàng mà ở gần anh em, có nhiều anh em nhắn tin với tôi điều đó, bảo Tuấn ơi chụp cho luôn luôn cái Facebook của khách hàng, bảo ăn này ăn gần tiệm mình, Tuấn lại công bố giá như vậy thì mình khó làm. Đấy, những cái này thì anh em thích thì vào Zalo. Còn những anh em ở đây quan đồng, quan điểm, chỉ cần 10 người bảo báo giá phát, tôi báo giá ngay. Tôi ở đây là không có vấn đề phải sợ và lăn quăn là ở khách hàng của tôi biết được. Tôi làm ở đây nó có chất riêng của tôi. Còn nếu ở trong này chỉ cần 10 người bấm bảo cái báo giá, báo giá, báo giá, báo giá, tôi báo giá tất cho anh em. Tôi ở đây chẳng có ngán cái gì hết. Đấy, sợ cái là ví dụ ở trong này sẽ là cái trang fanpage của tôi. Tôi đang live stream thì vô tình một vị khách nào đó gần anh em. Đấy, bảo hôm qua là thằng Tuấn nó live stream cái bố xanh xanh như vậy, mà hôm nay mày lại lắp tao giá cao như vậy thì nó khó với anh em. Còn tôi là người kinh doanh, người bán hàng, tôi chẳng có cái gì phải ngại ở cuộc đời này cả. Phích là phích, phích giá luôn. Phích một cái là đương nhiên giá nó tung lên luôn, có cái gì đâu. Đấy. Mọi người công nhận điều đó không ạ? Đấy. Được chưa? Ok, có cái nồi này mọi người chốt đi không lại hết. Kim yếc mọi người cần cái gì. Đấy. Tôi bật cái quạt cái anh em. Nó nóng quá, anh em thông cảm không? Bởi vì thời tiết ở Bình Định này hiện tại nó đang khá là nóng, nóng ran người luôn.
Đấy, nồi kim của Mobin. Anh em cần cái gì cũng có hết. Máy móc hỗ trợ cho các bạn trong nhóm học online, tài liệu. Ok. Đây còn cái lò xo này tôi công khai quý vị 35.000 cái này. Được không? Anh em thay lò xo này nó vừa này, đừng lò xo năng quá. Ở đây tôi còn mấy trăm cái á. Ok, đây này. Được chưa? 35k cái này. Cái gì tôi công khai được là công khai. Đồng hồ này 470k cái. Ghê chưa? Đây. 35k một cái. 10 cái. Rồi, Văn có 10 cái, người anh em. Cảm ơn người anh em nhiều. Đấy. 35k một cái mọi người ạ. Đấy, mọi người cứ nhắn tin vào Zalo này, kết bạn hết vào Zalo này. Có cái gì vào trong này, này tôi đăng cái gì mọi người hỏi. Có cái gì đâu, đúng không? Đấy. Anh em mình hết, chẳng có cái gì cả. Anh Hoàng Hải yêu em, anh truy cập cái Zalo giùm em cái, mai lên cái đơn em gửi luôn, ngày mai toa rất nhiều em gửi luôn. Đấy, ok, tôi còn khoảng tầm khoảng 100-200 cái gì đấy. Và anh em thay lò xo thì chúng ta ở quê và đặc biệt bất kỳ nơi nào thành phố cũng vậy, tùy theo đi bài nồi thì cái lò xo nó phải vừa phải thôi. Mẹ bây giờ một cái lò xo nó quá năng ở một cái lực mà chúng ta ép hai bàn tay này ép không vào nổi thì đương nhiên chạy cái xe nó sẽ gào, biết là nó sẽ mặn. Nhưng lúc này nó sẽ là gì, dây cua loa và đồng thời cái bu ly là nó hư cái đầu tiên. Và cái động cơ nó rất mệt. Chúng ta phải lên một cái dòng RPM thì lúc này nó mới thắng được cái lực. Thì lúc này nó mới đẩy 6 viên bi trồi lên để ép cặp má nhôm sát lại với nhau. Đúng không? Thì lúc này nó mới thắng lực được cái lò xo. Tiếp tục nó mới làm cho cái bu ly gì mở ra để dây cua loa chạy xuống điểm cuối cùng ở trạng thái RPM cao nhất. Đó, thì chúng ta đi cái gì cũng vậy, vừa phải thôi. Con người cũng vậy, mẹ một ngày đang ăn 3 bát cơm, nhồi cho 6 bát vào, có phải là bể bao tử không? Hay một ngày đang ăn được 5 bát, ép một ngày ăn có một bát thì toang, thì con xe cũng như vậy. Còn khi người ta có nhu cầu muốn đua, muốn độ, muốn mặn, không cần bền, thì người ta trả tiền thì mình làm, nhưng mình phải tư vấn, nó không bền đâu. Thế thôi, cho nó gọn. Đấy, con xe nó cũng giống như một con người, đừng ép nó quá. Nó sẽ phản bất kỳ lúc nào nếu tôi cảm thấy mệt. Mệt thì đương nhiên nó sẽ băn thôi chứ có cái gì đâu. Đó, mệt thì đương nhiên nó sẽ băn. Còn cái gì nữa nhở? Tôi còn ít chục con xe KB nữa, anh em nào chốt luôn thì chốt nhá. Đây, đừng để nó hằn ở trạng thái nó nằm trong giải, khi mà nó nóng lên nó bị đơ xoay cơ bê, nó nhấc cái lỗi 52, nó chớp cái đèn FI thì chúng ta đọc ra cái lỗi quá khứ 52 nó đấy, rồi nguội lại đề được, nóng lại toang, chớp cái lỗi 52 điếng. Còn nó chết luôn nó sẽ chất cái lỗi 5+20 nhăn. Còn những cái dòng xe đời mới bây giờ đèn FI nó sẽ sáng, chúng ta phải gọi lỗi thủ công hoặc là dùng máy đọc. Rồi anh em nào ok, vừa rồi chưa có, chốt 2-3 con, treo tủ chơi. Không thối, nếu làm nghề này không thối. Sau này bỏ tiệm hay gì vẫn còn, thì gọi tôi mua lại cho. Được chưa? Đấy, bao mọi người. Cái gì tôi cũng có, nhưng thời gian ở đây cho phép, không cho phép nhiều. Nên tôi chỉ like chừng đó thôi. Còn mọi người cần cái gì, hỏi cái gì, tư vấn cái gì, thì anh em comment. Văn có ơi, anh em vào làm một cái toa chụp vào Zalo hay là vào một cái Zalo này thì tôi luôn luôn, nó chỉ là một thằng tay ga Đình Tuấn và cái mặt của tôi nó luôn luôn xuất hiện trên đấy, chứng tỏ là Facebook của tôi và số điện thoại của tôi nó mới ra được. Đây, Zalo, tìm kiếm gõ vào cái số điện thoại, anh em nhắn cho tôi một trang giấy ở trong đấy. Đấy, đây, kết bạn với tôi chẳng hạn như thế đi.
Đấy, được chưa? Ra. Thì mọi người hãy vào cái tin nhắn, mọi người nhắn tin Massager tôi ở trong Zalo, tôi đăng rất nhiều, mọi người cảm thấy yêu mến cái Kim Phun này, mọi người thích mô bình sườn này, Tuấn ơi, hai cục giá nhiêu? Đấy. Nồi niêu song chảo tôi sẽ đăng ở đây. Đấy, và đồng thời trong trang fanpage. Ừ. Thì mọi người muốn coi cái kim này tốt chất lượng hay không, mọi người vào YouTube. Gõ tôi ra, tay ga Tiến Tuấn chẳng hạn như vậy. Ừ. Rồi, đấy, mạng đây nó yếu. Ở đây là cái Facebook này, là một người anh em này lấy của tôi đăng lên, chứ tôi không đăng lên. Đấy, ví dụ như cái Facebook này tôi đăng like ở trong fanpage, thì anh em này lấy đăng lên, thì cái này tôi không biết. Ok, còn của tôi là ở đây. Ừ. Ở đây cái kim các bạn muốn ngon hay không thì các bạn vào đây. Đây, tôi sẽ để bô cho các bạn ở trong này cái kim này. Đấy, vào đăng ký nốt 3 người nữa cho nó đủ ngàn. Nó bèo nhèo quá anh em, có 997 người đăng ký. Và đăng ký cái này được thì anh em phải có cái gì? Gmail, email của mọi người. Đấy, mọi người phải nhớ. Đấy, mật khẩu gì đấy mọi người mới đăng nhập vào được. Đấy, trong này tôi làm cho mô phẩm hết trong này. Và đây sẽ là một cái kim trong 25. Đó. Để chúng ta lắp chung cho tất cả những cái dòng trong 25. Đấy, thì anh em yêu mến thì vào đây. Kim ngắn và đồng thời cái trục nó to. Rồi, còn cái bộ giả lập ngày mai tôi sẽ làm cho anh em khoảng vài bộ nữa thì vào đây. Ok. Bơm sang tất cả đều đầy đủ. Ở trong này nó nhiều cái hay lắm á. Đọc sờ mất kỳ đồ vân vân này. Mở tour này. Đó, mọi người vào đăng ký cho tôi 3 người nữa. Được không? Đấy, vào trong đăng ký cho tôi khoảng 3 người nữa. Đấy. Cho nó đủ ngàn. Rồi, video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc cho toàn thể quý vị và anh em thợ máy của chúng ta luôn thành công, sức khỏe dồi dào, để chúng ta chiến thắng về tất cả những cái dòng xe full xăng điện tử FI. Đừng để nó hàn và chúng ta phải hàn lại nó. Cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi video trong cái trang fanpage. Anh em hãy nhấn đăng ký để đồng thời chúng ta theo dõi. Một lần tôi phát live stream, chúng ta sẽ nghe tiếng tin và đồng thời chúng ta mở và xem. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ. Tôi xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị. Xin chào.